về những đắng cay anh đang gánh chịu. Chào anh chị em nha. Ngày trôi qua là những nỗi đau. Giấy ướt thì dùng ít thôi, dùng nhiều lâu nhiều nó trơn, nó không căng được da đâu. Trơn nó không căng được da đâu. Đây là chủ nhiệm phòng trực tiếp quân sự ở quân khu, đồng chí Đường Tâm Di. Vị này quen hả? Đúng, hai người từng gặp nhau. Trần Thị Minh, tổ trưởng có tổ hành động đặc biệt tế bào đỏ. Chào tổ trưởng. Vị này là người gì đấy? Giáo nguyện của tiểu tổ hành động đặc biệt tế bào đỏ. Xin chào giáo nguyện, chào cô. Trần thủ trưởng cũng đến quan sát hả? Cậu ấy cũng là học sinh của anh, đừng nói dối dẫn, phối hợp là được rồi. Chủ đường, chủ nhiệm đường. Để chờ anh em nha. Không biết có thể giúp gì cho em. Các anh cứ gọi em là chủ đường đi. Bọn em, trợ giao quân sự của bọn em cần sự giúp đỡ của đội viên đặc chiến các anh. Không vấn đề. Thế này đi, khi nào cô cần thì cô nói một tiếng, tôi phái người sang đó. Không cần đặc biệt phái huyện. Để sau khi các anh kết thúc, hoặc là với chút thời gian rảnh rỗi các anh chọn một người, hoặc là một hai người đội viên tạp chiến đến điều gì đó là được. Được, tính sẵn rồi ạ. Đừng tìm nữa, anh mua này được không? Vậy tôi cũng đi. Tổ trưởng thì các người đại giá, em đâu dám lên tiếp. Hiểu rồi, cô yên tâm đi. Cái này đi, bao giờ cô cần cô nói một tiếng, tôi lập tức phái người. Ok, chào em nhé, chào. Trung ý, ngày nãy biểu diễn được thế nào? Đó là đến các tổ chức tốt nhất của tôi, và lúc nào cũng được. Dừng đây thế nào? Vẫn thế, còn có thể thế nào chứ? Anh hỏi em không phải việc công việc của em, vấn đề cá nhân của em. Ca môi trưởng, sao anh cũng muốn hết thế? Anh muốn hết gì chứ? Anh chỉ là tiện mượn hỏi thôi. Hai đứa bọn em đều là người kiêu ngạo, hai người tuổi trẻ kiêu ngạo ở bên nhau, chắc chắn sẽ có tranh cãi, không thể thiếu được cảnh làm khổ lẫn nhau. Anh rất cảm ơn em. Em có thể buông bỏ sự gì mà đến đây gặp cậu ấy. Anh cảm ơn em thì có ích gì chứ? Với lại, lần này em đến thật sự là vì công việc, còn lâu mới là vì anh ta. Phải phải, anh hiểu mà. Đừng tâm đi em, không phải là cô gái vì chuyện tình cảm cá nhân anh mà đến công việc của mình, đúng không? Nhưng mà, lần này em đến rồi. Em hỏi các lính dưới trướng anh. Ai là người lính tố chất tốt nhất của chiến thuật đơn binh? Bọn họ sẽ đọc khanh mà nói Hạ Thần Quang. Dù sao thì lần này cậu ta là người mẫu là chắc rồi. Vì công việc tư, em đến đây là đúng rồi. Vì sao? Lúc nào ta cũng kêu ngạo như thế. Chẳng phải em cũng như thế sao? Hai bọn em giống như con chim hiến qua mùa đông, cua rụt bản thân lại để bảo vệ chính mình. Đang tin thật chất vào nhau, không ngừng đăng lẫn nhau đúng không? Tham mưu trưởng, anh đó chính là thiên vị. Anh ta có gì giỏi giang chứ, em còn lâu lắm. Thôi đi, em đi đây. Ê em ơi, rửa đi. Em thấy trong sách, phụ nữ nói thật yêu của nó chính là tình yêu thật sự. Nè, nó thực tế kìa. Đơn dễ mà tao lộn được đéo. Nhưng mà lộn thôi chứ không bắn gì cả. Lộn thì tiếp đất cũng chẳng tí mới được nhỉ. Thế nào biết tiếp đất thì nó sẽ đỡ đau hơn nhỉ. Có. Tôi đến nhà em có 5 triệu quân sự báo cáo đi. Bảo họ ở lấy điều. Đem cho trang bị vũ khí của cậu. Dân. Nữ bộ thông báo đến. Nói là thì tự nhiên tố chất quân sự tốt nhất để làm người mẫu cho đoàn trò chơi quân sự. Đã điểm danh cậu. Buổi tối ăn trong nhà anh cơ quan đi, trước khi tắt đèn thì quay về. Dinh tinh thần lên, đừng làm chúng ta mất mặt. Nghe rõ chưa? Dinh đi đi.
cái gì mà ồ, nghĩ ra năm sắp rồi tập đi, có dám được làm người mẫu, được, đi thôi, đừng đi làm người mẫu. Dân thưa thủ trưởng, được xin phóng chúng ta hãy bắt đầu từ súng thủ đi. Dân có bao sợ em nghĩ về anh, về những đắng cay đang về chị. Chúng tôi xin rồi thì có thể bắt đầu. Không có mục tiêu thì tôi ra cho tôi sẽ đánh chiến thuật của anh không thật chút nào. Có em là mục tiêu của anh vì theo yêu cầu đặc biệt của anh kích phát. Chuyên được chất minh bởi fbtplay.net. Em khi ăn xong cứ từ từ mà ăn. Thủ trưởng, anh vừa ăn xong chưa?
chúng tôi phải dọn dẹp, bắt buộc tập phải tập quy luật, cô ấy chỉ ăn xong. Ăn xong rồi, được, ăn xong rồi, cảm ơn. Để tôi. Vì sao lại đi đằng sau em? Đây là đường rồi, không phải là công viên. Em ơi, không cần nhìn phản thế. Đợi nhau, tiếng Việt đi còn gì nữa. Giảng dễ. Tôi muốn Hạ Thủ Văn. Đó, đến trước mặt em. Dân. Bây giờ bước. Một. Không được hết. Một. Đến anh có mệt không hả? Mệt chứ. Anh không vui. Anh có tâm sự à? Vẫn là dịp cổ mà. Phải. Dịp cổ nó trong trình thuyết không ổn. Em được cảm nhận của anh. Nhưng có dạng chuyện chúng ta không thể khống chế được. Chúng ta chỉ có thể cố hết sức nghe ý trời. Cảm ơn em. Vậy anh định bảo em như thế nào? Cứ đưa cho em thế nào? Bảo anh từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tính mạng của cậu bây giờ đang gặp nguy hiểm. Anh chỉ muốn chủ đề chấm dứt sự sống. Lúc trực để vân xuân thì sẽ tìm em. Không ngờ em lại tự tìm đến. Anh không nói thế. Anh chính là có ý đó. Hạ Thuận Văn. Em không hiểu. Tao không bỏ. Sao lại không đặt cái tình quen chứ? Sao lại em cũng không hiểu lên anh rồi. Từ trải qua không ba sinh. Thế thôi chứ không. Sao lại bại trong tay của anh chứ? Được. Em nhận rồi. Anh nghĩ đi. Nghĩ kỹ rồi. Thì quay lại tìm em. Thật lòng cảm ơn em. Cảm ơn cái gì chứ? À thật ra em cho anh biết, anh đừng có tự tác đa tình. Lần này em đến thực sự có nhiệm vụ. Anh tin được, anh tin cái gì chứ? Trên mặt anh đã viết hai chữ đáp ý rồi. Anh đã có đáp ý chứ, có mà. Anh không có. Báo cáo, anh có về đội rồi. Cái bụng em ở đây nhé. Anh thực sự có về đội rồi. Dạ tay thôi. Hai tên quá. Thật ra nó làm nó ngày xưa. Nhìn gì vậy chứ? Ok, chào các bạn, chào các em, chào các cháu. Mà con đợi ra được tụt bên rồi à? Thế 7,5 vô rồi. Để đi. Xin lỗi. Vì nãy em thực sự bất cẩn. Em ngủ quên mất. Lần sau nhớ kỹ. Lúc chợ không được quên. Dân. Có tình hình khác thường gì không? Không có. Con ngủ bao lâu rồi? Khoảng chừng 10 phút. Khoảng chừng nè. Em quên mất rồi. À, chắc biết tôi đem buổi sáng cho cậu. Bắt đầu từ lúc đó. Dân, em hiểu rõ. Anh đúng là điên rồi. Tay nhỏ em hết cả. Còn dám đến tìm tôi. Vì sao tôi lại không dám đến chứ? Anh khác tôi. Anh đã đại được có nợ máu. Nếu được chúng bắt được thì chết là chết chắc. Sao ok em ơi.
bằng cái nhất quyền em tới đây đi em yêu nóng nhỉ. Ôi một bát đi anh đến chính là muốn cho tôi biết anh đang cảm thấy là học phải không? Đương nhiên không phải. Anh đang tránh quạt. Sơn Niên, chúng ta đã bao lâu rồi không gặp nhau? Mai đủ thể. Uống một hai chén mà nó ngồi ngay đỡ mệt luôn à. Nóng chừng 5 năm. Và 11 ngày rồi, 5 năm, 8 tháng. Đến khi anh nhớ rõ, cậu là học sinh ưu tú nhất tôi từng dạy. Tôi đương nhiên là nên nhớ rất kỹ rồi. Căn ra là... Anh đến tìm tôi. Không phải để tâm sự chuyện tình chiến hữu chứ. Đừng lạnh nhạt như thế. Cậu biểu là hiếu kích ưu tú nhất dưới trướng của tôi. Đội viên đột kích ưu tú nhất. Tôi không phải là lính đánh thuê. Tôi không làm nữa rồi. Cậu thật sự không làm nữa hả? Đương nhiên đại thật. Tôi chịu đủ rồi. Đã đoạn tuyệt tới bá chứ rồi. Đoạn tuyệt ư? Thật sự có thể đoạn tuyệt sao? Cậu có chuyện để đoạn tuyệt tới bá chứ sao? Cậu nhìn hiện trạng bây giờ của cậu đi. Cậu có thể mở một cửa hàng khác. Giúp đối chức của cậu thoải mái, đủng đủng kiếm tiền sống qua ngày. Nhưng vì sao lại mở một cửa hàng bán tôn phẩm chứ? Trên người cậu đang mặc quân trang S2. Cậu từ căn gốc không hề thay đổi. Cậu là một tân nhân hoàn hảo. Nếu đến đây không phải là chiến sĩ, tôi yêu chiến đấu nhưng tôi không thích bị bán hàng kiếm tiền. Có gì khác chứ? Đến trận tính lĩnh, đến trận vì tiền, giờ là chiến đấu. Đương nhiên là khác. Tôi không phải là sát thủ chuyên nghiệp, cậu đã làm rồi. Cậu dám nói rằng cậu chưa từng nhớ máu không? Dám không? Nếu thật sự có một ngày như thế, tôi bằng lòng chấp nhận sự trừng phạt của luật pháp. Pháp luật. Vừa nãy cậu nói pháp luật với tôi. Tôi là một người không có đất nước, không có chính hiệu. Tôi chỉ biết người vì tiền. Cậu lại nói pháp luật với tôi. Với thầy giáo trước đây của cậu, thượng cấp cụ của cậu, nói pháp luật. Nếu như nói đến pháp luật, cậu không nên ngồi đi nói chuyện với tôi. Cậu nên làm, đã không công cầu, chứ không phải là đang nghĩ làm thế nào kết hôn. Anh đừng nói nữa. Tôi sẽ không đi cùng anh đâu. Tôi từng bảo cậu đi cùng với tôi sao? Chúng ta làm hành động nhạy cảm. Sơn Minh. Hết nước rồi. Ngày tôi đến đây để thăm cậu. Căng mạnh tay à. Tôi bị giáng chức rồi. Giáng chức à? À, mình đang thực tập trên trang người. Tôi vừa đóng người chủ tịch không học trơn nha. Bọn họ quỷ đi quyền chỉ huy quân của tôi. Phá tôi đến đại đục. Làm vệ sĩ cho một lão đại. Anh làm vệ sĩ à? Phải. Nhưng đợi sau khi tôi đến đại đục, tôi quyết định người đầu tiên muốn gặp chính là cậu. Chúng ta cùng nhau chịu mưa đạn, đánh trận phong ba. Tôi thường xuyên nghĩ đến bạn bè trước đây. Nhưng bây giờ người còn sống có thể gặp được, không còn mấy người. Chỉ dựa vào điểm này, không cần biết sau này cậu có đi theo tôi hay không. Cứ để mặt ra thôi em nhé. Tôi vẫn luôn nhớ đến cậu. Mất tin ở đấy rồi. Là trong phòng vệ tôi đã lắp. Chuyện gì thế? Đi theo tôi. Đi cùng với tôi.
và Chúa sẽ không tha cho cậu đâu. Tôi không có nợ máu. Tội bao che tội phạm không bị phán tử hình. Qua đi đi. Tôi đợi cậu. Qua đi đi. Các mặt trắng, chúng tôi chuẩn bị xong vào. Các cậu phải cẩn thận. Đây là một nhân vật lợi hại. Liên đây, chúng tôi cũng là nhân vật lợi hại. Hoàn tất. Cậu nhóc, cuối cùng đội trái chương tướng rồi. Giải dị, báo cáo, phát hiện địa đạo. Đã chuẩn bị từ đâu rồi? Ông cảnh sát, nếu tôi là ông, nhất định sẽ không kiến nghị người của tôi xuống đó. Vì sao? Tôi hiểu anh ta hơn ông. Anh ta nhất định đã đặt bẫy. Hãy tin tôi không muốn chống đối với cảnh sát đại đội. Là tôi nói đều là sự thật. Đối trang ở đâu? Bờ biển. Đi đi. Dân. Đợi một đi theo tôi. Chắc chắn anh ta đã chạy xa rồi. Chẳng phải cậu vẫn đang ở đây sao? Ông cảnh sát, ông là người trong ngành. Có lẽ ông hiểu rõ. Anh ta sẽ không nói cho tôi biết tung tích của anh ta. Giải về. Dính mực luôn, không thể máu không gì cả, cũng sưng cả căng người ra. Dừng ở đâu? Dí cắt mà chết sưng như. Không cần phải chê trò tịch căng với tôi. Ông cảnh sát, tôi tin ông đã nắm được toàn bộ tài liệu về tôi. Đương nhiên, chúng tôi dồn nhiều thời gian như thế để theo dõi cậu. Chắc chắn là có lý. Ông đã bắt tôi rồi. Còn cần tôi nói cái gì nữa? Dùng nhiều thời gian như thế, dám cần câu ngoài của cậu, đưa con cái vàng của cậu, chắc chắn không phải là vì bắt cậu. Nếu như là để bắt cậu, con người nhập cảnh, thì đã lọt được ta tôi từ lâu rồi. Tôi không đến mức để cậu tiêu dao tự tài đâu như thế. Các ông muốn bắt hạt tử, đương nhiên là hạt tử. Đáng tiếc các ông đã để lỡ cơ hội. Hạt tử xáo quyệt hơn bất cứ ai. Là người thì hẳn sẽ có nhược điểm, hạt tử còn thứ. Nếu như hắn muốn là xáo quyệt thì cậu đã nói, lần này cũng sẽ không để lộ dấu vết. Đây là cơ hội cuối cùng của mấy người rồi.
Sau này ta sẽ không để mấy người phát hiện ra hành tung của mình nữa đâu. Cậu biết, cậu còn mấy cơ hội nữa. Ý gì vậy? Cậu nên biết rõ là kết cục thế nào. Ông cảnh sát, tôi không muốn chống đối với mấy người, nhưng tôi cũng sẽ không bán miếng mạng tử. Anh ấy không chỉ là cấp trên của tôi, chúng tôi là anh em sinh tử. Cậu biết cậu đã vi phạm pháp luật rồi không? Biết. Nhưng tôi từng thể với anh ấy, chúng tôi là anh em sinh tử. Anh không biết tình cảm đó. Chúng tôi là từ chiến trường gì? AK-47 chiến tranh gây ra hậu sinh. Lúc cậu đi học tiểu học, tôi đã đi đánh trận. Những điều cậu nói tôi đều biết rõ cả. Cái gì là chiến hữu sinh tử, cái gì là anh em hoạn nạn có nhau. Ông cần tôi nói cái gì? Tôi mãi không bắt cậu. Mà dù cậu không phải tên hung thủ đập đầu ra, còn một điểm, tôi rất thương cậu. Thương hại ư? Phải. Thương hại. Cảm ơn. Tôi không cần sự thương hại đó. Cậu vốn là một thiếu niên nhiệt huyết, vô cùng chính nghĩa, lại làm đường lạc lối. Cậu muốn thực hiện mơ ước của Nam Tử Hán, thực hiện khát khao của cậu. Những chuyện này thường không sai. Cậu có thể chọn làm lính ở trong nước, nhưng cậu lại chọn ra nước ngoài làm lính đánh thuê, cuối cùng rơi vào cảnh làm sát thủ chuyên nghiệp, làm đồng bọn của tập đoàn phạm tội. Nếu cậu chưa từng giết người, nhưng dù gì cậu cũng là một thành viên trong tập đoàn phạm tội. Chẳng lẽ tôi không nên thương hại cậu sao? Tính cách quyết định đời người, lựa chọn quyết định vận mệnh. Con đường là do tôi chọn. Tôi không cần các người thương hại tôi. Đúng vậy. Con đường là do cậu tự chọn. Nhưng tôi là một đứng nhà, là người từng trải. Có lẽ tôi nên nói cho cậu biết, bây giờ cậu vẫn còn đường để chọn. Đại trước mắt cậu bây giờ có ba con đường. Con đường thứ nhất đi về hướng hắc ám, một con đường khác là đi về phía quang minh. Tự mình chọn lựa đi. Tôi sẽ không bán đứng mặt tự. Vậy thì cậu sẽ phản lại chính nghĩa của cậu, thì cả gia đình của cậu, và đời chưa cưới của cậu. Một cô gái vừa tròn 20 tuổi, một cô gái lương thiện thuần khiết. Cậu muốn để cô ta biết được. Ông muốn tôi phải làm gì? Có lẽ cậu biết rõ. Nói cho tôi, hắn đến đây làm gì? Anh ấy đến Đại Lục là cho công ty phải đến làm nhiệm vụ. Hắn đi đâu rồi? Muốn giết ai? Không phải là ám sát, là làm vệ sĩ. Vệ sĩ? Đúng. Vệ sĩ. Anh ta bị công ty giáng chức rồi, bị phái đến Đại Lục làm vệ sĩ của một lão đại. Là anh? Tôi thật sự không biết. Tôi tin lời cậu nói là sự thật. Tôi đem mọi chuyện tôi biết nói hết cho biết rồi đó. Mở cổng tay của ta ra. Cậu đi đi. Ông không phải thực sự tưởng rằng tôi sẽ bán đứng hạt tử thật chứ? Chọn con đường quan minh thế nào là chuyện của riêng cậu. Rồi chọn quyết định đời người. Đi bình an.
tôn trọng. Đối với phần tử đứng vững như cậu ta, có ích không? Đàn người thì đều có nhược điểm. Ta đã nắm được nhược điểm của cậu ta rồi. Giờ cậu ta không là chính nghĩa và yên tâm của cậu ta. Bây giờ cậu ấy đang khổ sở dằn vặt. Cho cậu ấy thời gian đi. Bên dưới Tây Nam Trung Quốc, Cô Kim Hải. Anh em, chỗ này chính là Kim Hải đúng không? Phải. Nếu như chỗ này không có tên như thế, về sau trên núi phát hiện ra rất nhiều kho vàng, nên nó sửa thành tên đó. Thảo nào? Nên đây chính là nơi lão đại hoạt động phải không? Nơi này ban ngày là cho chính phủ quản, đến buổi tối thì chính là địa bàn của lão luôn chúng ta. Nhìn thấy không? Núi cao rừng thẳm, không sợ công an bắt, dù là bị dồn ép. Nên đây là tuyến biên giới, chúng ta nhấc chân lên là qua được. Đúng đó. Nên đây là nơi tuyệt để đánh du kích. Được rồi, đừng phí lời nữa. Luôn ở lại đợi lâu lắm rồi. Dạ rồi Kim, cho có gì để xem tải, đi đi. Bọn họ nói anh bị cảnh sát bắt đi rồi. Không sao rồi, đã hiểu lầm. Không sao thì tốt. Hiểu hiểu. Thật ra anh có rất nhiều chuyện giấu em. Thật ra anh đi qua cái nét ở bên đấy mà mấy bóng được. Em chẳng muốn nghe gì hết cả. Em chỉ muốn biết anh bình an quay trở về là anh yên tâm rồi. Xin lỗi. Nhất là đang mạnh tay, đừng sợ nó đau, nó cổ tầm thì to vã. Các anh em, tôi không có vũ khí. Bọn tập lão đại đều là người trong nghề cả, biết nguyên tắc rồi phải không? Rộng
ngoài ra cũng tầm đấy. Đi thôi. Nào, tầm đấy thì anh em. Tôi không phải là người trong nghề, làm bảo tiêu là lần đầu tiên. Sở trường của tôi đã ám sát, ai cũng giết được sao? Phải xem là bao nhiêu tiền. Nếu như là tôi thì sao? Nếu như có người cho tôi số tiền vừa đủ thì lấy đầu của anh chỉ là trong giây lát thôi. Tôi cũng được coi như là người từng trải, có thể sống được đến hôm nay mà đầu vẫn còn, có liên hệ với người mà tôi quen. Anh không hổ là bò cạp, bỏ súng xuống đi. Nếu như anh ta muốn ra tay, chúng mày đã sớm không còn mạng rồi. Tôi nghĩ số tiền này của tôi tiêu không uổng. Bây giờ chúng ta chính thức quen nhau rồi. Hôm nay chúng tôi tiếp đón anh, đã bảo anh Hồng làm thêm vài món ăn ngon. Chúng ta uống sai rồi ngủ. Bên trong môi trường của các anh thế nào? Làm sao lại xuất hiện một người phụ nữ chứ? Các quân đệ sống trên núi không dễ, và có một người phụ nữ chứ, ổn định đồng quân. Giá thì béo rồi, ra bỏ mặt thế rượu thế này giá xem đi. Tại sao cô lại ở đây? Hương lão đại bỏ tôi qua đây ở cùng anh. Ra ngoài, tôi ra ngoài, bọn họ sẽ đánh chết tôi. Ra ngoài. Tôi làm cao phê. Tôi có thể nghe hiểu lời tôi nói hả? Chúng ta là đồng hương. Tôi thật sự không phải gái điếm. Vì tại sao cô lại đến nơi này? Tôi là con dâu trong thôn. Họ đã đưa hơn một dạng nhân dân tệ tiền nãy giờ. Để lấy tôi từ yên cảnh về. Tôi là con gái nhà lãnh. Tôi không phải là gái điếm. Tôi là bị cướp về đây. Tôi bị con đã đại cướp về đây. Anh cứu tôi đi.
tôi không giúp được cô đâu. Cô đi đi. Tôi cầu xin anh đấy. Anh cứu tôi đi. Nghe đi. Từ bây giờ trở đi, cô có thể là người phụ nữ của tôi. Bọn chúng không ai dám chạm vào cô, bởi vì tôi sẽ giết chúng. Bây giờ, cô lên giường nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ ngủ ở đây. Kim này sắp thương cao đấy, để ý à. Tình báo đáng tin không? Đáng tin. Đã nhận được tin tức ảnh màu điện thoại rồi. Để tôi xem. Cái này chỉ có thể nói là rất giống thôi. Làm sao có thể phán đoán đến chính là bọn cảm chứ? Nhân viên kỹ thuật đang xử lý. Đi, đi xem sao. Thế nào rồi? Chào ông tổng. Cô đừng cấp khí nữa, nhanh chóng nó kết quả cho tôi biết. Ông tổng, hãy xem đi. Chứ gần một chút. Đã lắm. Nó làm sao lại thành một hội với tập đoàn tội phạm Lưu Hải Xuân chứ? Vậy là đúng rồi. Nó là bỏ tiêu cho Lưu Hải Xuân. Tên Lưu Hải Xuân này là không tiết tiền mà. Bây giờ làm thế nào ạ? Có động thủ không? Khu vực Kim Hải đó vô cùng loạn, là một nơi rất khó. Nếu như chúng ta hành động thì phải triệt để giết hết bọn chúng. Thông báo cho lãnh đạo các bộ các cấp lập tức đến phòng bảo mật hợp. Rõ. Tôi tuyên thệ tôi tự nguyện gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi tự nguyện gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ủng hộ cương lĩnh của Đảng. Ủng hộ cương lĩnh của Đảng. Tuân thủ điều lệ của Đảng. Hoàn thành nghĩa vụ của đảng viên. Chấp hành quyết định của Đảng. Bảo vệ bí mật của Đảng. Trung thành với Đảng. Trung thành với Đảng. Tích cực công tác. Tích cực công tác. Chiến đấu bên thân vì chủ nghĩa cộng sản. Chiến đấu bên thân vì chủ nghĩa cộng sản. Sẵn sàng chuẩn bị hy sinh tất cả vì Đảng và nhân dân. Sẵn sàng chuẩn bị hy sinh tất cả vì Đảng và nhân dân. Mãi mãi không phản bội Đảng. Người tuyên thệ: Hà Thành Quân, Dương Diễm Tinh, Lý Nhị Ngư. Chào. Thế nào? Tâm trạng có chút kích động chứ. Hôm nay đối với ba cậu mà nói là một ngày hết sức đặc biệt, cũng là một ngày đáng để kỷ niệm. Chúc mừng các cậu đã trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây không chỉ là vinh dự của ba người các cậu, cũng là vinh dự của cả tổ chúng ta. Bởi vì từ hôm nay, toàn thể tổ viên của chúng ta đều đã là đảng viên rồi. Sau này, cho dù gặp nguy hiểm và khó khăn như thế nào, chúng ta bắt buộc không được do dự, không được lùi bước. Khi hoàn thành nhiệm vụ mà tổ chức giao phó, dù phải đi vào những nước sâu đường bổng cũng không bao giờ từ bỏ. Có đủ tự tin không? Có. Nào, tế bào đỏ, đàn tiên phong. Đối phó với bọn cạp, cảnh sát cần sự giúp đỡ của các anh. Muốn đối phó với bọn cạp rất khó bắt sống lắm. Tôi thấy nếu có lúc cần thiết có thể giết chết hắn. Chúng tôi cũng muốn giết chết hắn. Vậy tôi quay về nghiên cứu một chút. Tạm biệt. Tạm biệt. Nhờ giảng nhé. Cô trưởng,
Tôi muốn đích thân dẫn đội đi. Không được đi, vì sao? Tôi nói với tuổi tác về sức khỏe của cậu. Đúng. Tôi biết tố chất của cậu rất tốt. Tàn tật cũng không ảnh hưởng tới sự tác chiến đặc biệt của cậu. Nhưng mà tâm lý của cậu, tôi biết là cậu không thể bình tĩnh đối mặt với bọn cả. Bọn cả không chỉ giết hại tay bắn tỉa để ưng của chúng ta, còn giết hại con trai của cậu. Cậu và hắn có mối thù thất cốt ghi tâm. Cái nút thắt này cậu không thể tháo được. Đã ảnh hưởng tới năng lực phán đoán nghề nghiệp của cậu là một quan quân. Tôi không thể phái cậu đi, chấp hành nhiệm vụ truy sát lần này. Thế này đi, phát đối hành động đặc biệt tế bào đỏ đi. Học trò của cậu là Trần Thiện Tinh và Phương Tiễn. Bọn họ có thể đi chứ? Khu trưởng, có thể không? Hoàn toàn có thể. Khu trưởng, anh hiểu bọn họ mà. Chỉ là tay bắn tỉa số 1 Hà Thần Quang của tổ hành động đặc biệt tế bào đỏ là con trai của Liệt Ưng. Cậu ấy có biết bố của cậu ấy hy sinh trong tay bọn cả không? Trước mắt vẫn chưa biết. Vậy được, tạm thời đừng nói với cậu ấy, sau này hãy nói. Rõ. Tôi biết cậu rất muốn đi, nhưng mà tôi cũng biết cậu có thể thông cảm cho tôi mà, đúng không? Dân, cô trưởng, tôi hoàn toàn thông cảm cho anh. Anh nói không sai. Trong lòng tôi còn bức thắc. Nếu như tôi gặp bọn cả, sẽ chỉ một lòng muốn giết chết hắn. Có thể sẽ ảnh hưởng tới sự an toàn của cả đội. Có những bước không nhất thiết tự ta quyết định mới là bảo thủ. Phải tin tưởng những người trẻ tuổi, bọn họ sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Dân, đi thông báo tổ hành động đặc biệt tế bào đỏ đi. Để chỉ thị phê chuẩn quân cấp trên lập tức xuất phát. Rõ. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu đến các đồng chí về tình hình nhiệm vụ khu vực Kiên Hải, là nơi khai thác vàng quan trọng của tỉnh ta và cả nước. Khu vực này nằm ở miền núi rừng rậm châu Á nhiệt đới, giao thông bất tiện, chỉ có một con đường quốc lộ. Ở đó có hơn 100 mỏ khai thác vàng lớn nhỏ, trong đó có 3 mỏ quốc doanh, là các doanh nghiệp trọng điểm của tỉnh ta. Đây là bản đồ khu vực Kiên Hải. Mọi người chúng ta có thể nhìn thấy được rất rõ từ tấm bản đồ này, tất cả khu vực và khu mỏ toàn bộ đều nằm ở trên núi. Mọi người chú ý, từ mấy năm về trước, nơi đây xuất hiện một tập đoàn tội phạm mang tính chất xã hội đen, đã trở thành bá chủ của nơi này. Đây chính là lão đại của bọn chúng, Lương Hải Sinh. Hắn là một tên lang thang ở nơi này, được thổ sinh thổ dưỡng, có tiền, có thời gian và không sợ chết. Hắn to gan lớn trời, cho nên rất nhanh đã trở thành bá chủ của khu vực Kim Hải. Lương Hải Sinh làm một điều dụng ác của khu vực này. Hắn còn có liên hệ với xã hội đen bên ngoài biên cảnh. Cảnh sát chúng tôi đã đợi nửa năm mà không có cơ hội đi bắt.
tỉnh đã báo lên Bộ Công an. Tỉnh ủy, tỉnh chính cấp ủy phê chuẩn quyết định áp dụng biện pháp quyết đoán một lần trừ khử hết tất cả những tập đoàn tội phạm của Lương Hải Sinh. Lần này quyết định dùng bộ hành động đặc biệt tế bào đỏ không phải chỉ vì điển hình Dương Hải phức tạp mà nguyên nhân quan trọng hơn là sự xuất hiện của người này. Biệt hiệu của hắn là Bọ Cạp. Đây không phải là một nhân vật nhỏ, đó là sát thủ quốc tế danh ở hải ngoại. Trong số các cậu thì rất nhiều người còn chưa sinh ra, hắn đã đến du kích ở trong trường sau rồi, còn đến du học ở bộ đội đặc chủng Đông Âu. Ngành mà hắn học là tay bắn tỉa. Sau đó hắn làm lính ở bên đoàn ngoại tình, làm tay bắn tỉa rồi viên đột kích. Hắn cũng là quân sự chủ đầu tiên người châu Á của bên đoàn ngoại tình. Sau khi trở thành bên đoàn ngoại tình, hắn liền đi làm lính đánh thuê, nghề nghiệp là sát thủ Bọ Cạp. Con người này tôi hiểu rất rõ, trong tay của hắn có nợ báo đối với chúng ta. Tôi có thể nói với các cậu, đây là bức ảnh con trai của tôi. Con trai của tôi, con trai của tôi đã chết trong tay của hắn. Diễn viên nó được là nhân 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 nhờ giải được các cậu, xin bộ trưởng yên tâm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ chuẩn bị cá nhân, 3 phút sau xuất phát. Rõ. Chuẩn bị. Đưa cái máy lên cho anh. Sao thế? Bỏ cả chiến mũ. Chiến mũ gì chứ? Hai thần quan. Chú à? Chú biết cháu sao? Chú biết. Vì chắc chú cũng biết bố cháu. Ông ta cũng là kẻ tốn tương. Đúng. Chú và bố cháu chắc là chiến hữu. Nếu như nói chiến hữu là cùng nhau đánh trận, thì chú và bố cháu là chiến hữu. Dạ. Cháu chào chú. Con à, chú đặc biệt tới tìm cháu, đồng ý với chú một chuyện được không? Không. Chú nói đi. Sau khi lớn lên, đừng đặt lính. Vì sao vậy ạ? Bởi vì chú và bố cháu là chiến hữu, cho nên chú không hy vọng cháu cũng là chiến hữu của chú. Chúng ta không phải là chiến hữu sao ạ?
đã từng chiến đấu đều là chiến hữu. Dễ mà vào không? Hả? Đấy, phim cho người già ấy. Đánh bóng này ngang máy à? Đúng là người cũng như tên, trông cũng rất hung dữ đấy. Do tôi có bị chốt tới đâu thì một súng bắn ra cũng phải ngã thôi. Hắn ở chỗ sáng, chúng ta ở chỗ tối. Tôi không tin không giết được hắn. Đội đừng có mặt qua thường địch nhé. Số 1 và số 5 đã nói rồi. Nội tên tử tử này không ai loại lương thiện gì đâu. Người nhìn vào mắt của người này là biết bàn tay của hắn dính rất nhiều nợ máu. Người này nhất định vô cùng độc ác. Anh Ngô à, chiếc cửa cậu ở trong thôn, anh học xem tướng mà. Đồ tể trong thôn của tôi được ánh mắt như vậy cả. Được rồi, giáo đạo viên, tuyên bố đi. Tôi nói dài lời. Hạ thần quan, cậu đã nhận ba bóng tỉa số 1. Có chút khẩn trương không? Không có. Trong ánh mắt cậu có một thứ gì khác. Lúc bé tôi đã từng gặp hắn, mặc dù ấn tượng rất mơ hồ. Hai thần quan, tập trung sự chú ý. Trên thế giới này những người giống nhau rất nhiều. Bây giờ cậu đang đảm nhiệm nhiệm vụ bắt tỉa. Tôi yêu cầu sứ chú ý của cậu phải tập trung tuyệt đối. Đã hiểu chưa? Đã hiểu. Viên Đại Minh, có. Cậu đảm nhiệm người quan sát cho cậu ấy. Làm sao thế? Có ý kiến à? Nếu như có ý kiến, bây giờ cậu hãy nêu ra. Nếu như đến đây nhận nhiệm vụ, thì có làm ngành với tôi. Báo cáo. Tôi không biết vì sao tôi lại phải làm người quan sát, mà không phải là tay bóng tỉa. Cậu cảm thấy người quan sát không quan trọng phải không? Báo cáo từ trước đến nay tôi chưa từng nói người quan sát không quan trọng. Tôi không biết vì sao lại muốn tôi là người quan sát, mà không phải tay bóng tỉa. Bởi vì cậu quen thuộc với cậu ấy nhất. Bởi vì hai người phối hợp luôn hiểu được đối phương. Tay bóng tỉa là người quan sát với người phải hiểu nhau giống như một người vậy. Nếu như cậu làm tay súng bắn tỉa số 2, vậy thì ai? Bất cứ cậu ta có thể hiểu nhau hoàn toàn. Mấy gì luôn, có. Cậu đảm nhận tay bóng tỉa số 2. Từ không lâu, có. Cậu đảm nhận làm người quan sát cho cậu ấy, rõ. Báo cáo, có chuyện gì? Tôi cảm thấy Duy Dũng bên thích hợp là tay bắn tỉa số 2 hơn tôi. Đừng có mặc cãi với tôi. Bây giờ đang là chiến trường. Tôi đang chấp hành nhiệm vụ. Đối thủ của các cậu là một tay bắn tỉa tương chất sâu sắc, chứ không phải là trò chơi. Cảm mồm cho tôi. Nhưng mà tôi, nếu như cậu muốn giúp lương, tôi đang đọc tức sắp xếp cho cậu hạ cánh. Cậu có tin không? Báo cáo, tôi sai rồi. Dương Diễn Minh, có. Có vấn đề gì không? Tôi phục tùng mệnh lệnh. Tổng Khai Thiên, có. Có đảm nhận cảnh giới hiểm một quả lực, rõ. Tốt. Các đồng chí, đây là lần đầu tiên các cậu thực chiến. Tôi có thể hiểu được tâm trạng phức tạp của các cậu. Nhưng các cậu là quân nhân, là một đội đặc chiến, là tế bào đỏ. Các cậu là đội đặc chiến, đặc chiến ưu tú nhất phải không? Đúng, tổ trưởng. Đã sẵn sàng hay chưa? Sẵn sàng bất cứ lúc nào. Tế bào đỏ, đoàn tiên phong. Được cảnh sát núi thân khu vực Kim Hải. Thì làm việc của chúng ta ở bên trong khu vực.
sinh, không ngừng cung cấp những tin tức tình báo mới. Chúng ta sẽ dựa vào những tin tức tình báo này để đánh lừa một cách tỉ mỉ hành tung của bọn cặp. Bức ảnh là dùng điện thoại chụp lén một khoảng cách rất gần. Xem ra người đang dùng đèn để tìm phục rất lâu, đã đạt được sự tín nhiệm của bọn cặp. Có khả năng người này chính là người bên cạnh bọn cặp. Chính xác, đã chứng thực rồi, chính là bọn cặp. Lần chiến đấu này của các cậu sao hết sức gian khổ. Cái này không phải là vấn đề. Nếu như chúng tôi đã tới rồi là đã luôn sẵn sàng chiến đấu. Tôi tin tưởng sức chiến đấu của các cậu. Chúng tôi làm thế nào liên lạc được với người đặc vụ? Các cậu không thể liên lạc với người đặc vụ. Thân phận của cổ được bảo mật một cách nghiêm túc. Cổ đã tự tính hết rồi. Nên kế hoạch định địa điểm thanh trừ, cổ sẽ tạo ra cơ hội trong vòng 3 ngày. Các thầy tôi sẽ nói lại kế hoạch với các cậu. Các cậu cứ chấp hành theo như kế hoạch. Cổ lên kế hoạch định địa điểm thanh trừ cho chúng ta sao? Ông tổng, điều này không phù hợp với nguyên tắc hành động của chúng tôi. Ý của ngài là chúng tôi không lấy được tin tình báo đầu tiên, hoàn toàn dựa vào người nằm vùng này dắt mũi sao? Ngài làm sao xác định được cơ quan sẽ không bám đứng chúng ta? Người nằm vùng này chúng tôi đã tổ chức điều hành hơn một năm nay rồi, luôn luôn rất đáng tin. Là người thì sẽ luôn thay đổi, đặc biệt là trong môi trường phức tạp như vậy. Thay đổi cũng là rất bình thường. Cổ và Luân Hải Sinh rất thâm thù đại hận. Thâm thù đại hận gì chứ? Cái này tôi không thể nói cho các cậu biết. Tóm lại cái loại này tất luật là thu toàn cũng được, qua loa cũng xong. Chúng ta bắt buộc phải mạo hiểm, bởi vì con người Luân Hải Sinh vô cùng xáo quyệt. Bây giờ lại thêm một tên bọn cả. Giống như các đồng chí của quân đội các cậu. Thủ trưởng, tôi không có ý gì khác. Tôi chỉ hy vọng tất cả hành động đã được tiến hành một cách khoa học. Phải có dự án và phương án chuẩn bị tỉ mỉ. Tôi dẫn người của tôi vào trong. Tôi hy vọng có thể sống mà dẫn bọn họ ra ngoài. Ngài nói cho chúng tôi biết, chúng ta có bao nhiêu phần trăm có thể tin tưởng cổ mà đáng với chúng tôi mạo hiểm. Tôi có thể nói cho các cậu biết, dù sao thì các cậu cũng là người phải đi vào chỗ chết. Biệt danh của cổ là Hoa Hồng Tay Cống. Hoa Hồng Tay Cống, đúng. Hoa Hồng Tay Cống, cổ tên là A Hồng, không phải là người Trung Quốc. Cổ là người phụ nữ bị bán qua biên giới, sau đó là bị bán cho Sơn Thôn Kim Hải làm vợ cho người ta. 2 năm trước bị Lưu Sở Sinh ý mạnh mặt cướp tiền, bị hết tập thể ruột đãi sống không bằng chết. Năm sách viên của chúng ta khi nằm dùng đã phát triển cổ trong thời gian ngắn. Sau đó năm sách viên của chúng ta đã phải bất hạnh, bị phát hiện hy sinh rồi. Anh ta đã phải chịu sự tra khảo đánh đập đến chết để công khai cho cổ. Sau đó quan phòng Tây Cống đã giúp chúng ta lấy được những tin tức tình báo. Chúng ta dựa theo những tin tức tình báo mà cổ cung cấp đã phá vỡ thì bắt giam tập đoàn tội phạm Lưu Hải Sinh ở trong nước và ngoài nước. Đồng thời, hình cảnh quốc tế cũng dựa theo tin tức tình báo mà cổ cung cấp phá án và bắt giam tập đoàn tội phạm Lưu Hải Sinh và phòng để buôn bán thuốc phiện quốc tế giao dịch lên tới hàng nghìn vạn đô la Mỹ. Lúc đầu chúng tôi cũng không tin tưởng cổ. Sau đó trải qua một thời gian hợp tác, chúng tôi mới hiểu được cổ, quen dần với cổ. Chúng tôi còn liên hệ với cảnh sát của đất nước cổ. Sau khi hành động lần này kết thúc, chuẩn bị đưa cổ về tổ quốc. Đó, tôi tin tưởng một người nước ngoài. Đối với cá nhân tôi mà nói, tôi tin tưởng cổ. Xin hỏi càng sao xác định được khám sát viên kia nhất định chịu đựng được trang nào đánh đạn mà cô bán đứng Hoa Hồng Tay Cống chứ? Các ngài không ở hiện trường, không thể biết được toàn bộ tình báo chính xác được. Bởi vì người đó là con trai tôi.
kiến gì nữa thưa thủ trưởng. Tôi cũng không có ý kiến gì nữa. Được, chúng ta nghiên cứu một chút những kế hoạch hành động. Cô tên là gì? A Hồng. Năm nay bao nhiêu tuổi? 22. A Hồng. Cô đã trải qua chiến tranh chưa? Lúc em sinh ra chiến tranh đã ngừng rồi. Em không được tận mắt nhìn thấy. Tôi sẽ kể với cô về một câu chuyện liên quan tới tôi. Năm 13 tuổi, tôi sống ở nhà ông nội. Đó là một thôn nhỏ ở Nam Bộ. Tươi đẹp, yên tĩnh. Trong thôn có một cô gái tên là A Mùi. Cô vô cùng xinh đẹp, giống cô vậy. Có một mái tóc dài màu đen, tôi rất thích cổ. Tôi cảm thấy đó chính là mối tình đầu của tôi. Lúc đó trong thôn có đội du kích phương Nam hoạt động. Có một ngày, đội du kích đánh chết một tên xâm lược, nhưng mà không ngờ được rằng bọn họ sẽ gặp phải sự báo thù điên cuồng của quân chiến lĩnh. Đột nhiên trong phút chốc, ở đây bay đến rất nhiều máy bay, xe tăng, còn các cả bộ binh, bay đi hết cả thôn này. Ông nội của tôi là thôn trưởng của thôn. Ông ấy và các hàng xóm láng giềng bị đuổi tới trên đê. Quân xâm lược dùng súng máy cứu giật với họ và nuôi một lần, toàn bộ chết hết. Lúc đó tôi và A Hồi đang chơi ở trong rừng. Cảm ơn anh.
quay về ngủ đi. Xin mọi người chú ý, còn 20 km đường núi nữa, trời sắp tối rồi. Trên đường cẩn thận một chút, cố gắng không để lại dấu vết. Hành động. Đừng giết tôi, đừng giết tôi. Ai cho phép cả buổi tối đứng gác một lúc tốt? Đại ca, tôi giết cậu bao nhiêu lần rồi? Tôi đứng gác không cho phép sự cố. Cậu muốn lấy tay bắn tỉa điểm danh sao? Đại ca, ở đây làm gì có tay bắn tỉa? Khi cậu cho rằng tay bắn tỉa không xuất hiện thì tay bắn tỉa sẽ xuất hiện đấy. Đại ca, nửa đêm nữa không? Làm gì có tay bắn tỉa chứ? Nếu như buổi tối thật sự không nhận được nữa thì ngay cái này đi. Hoàng Mao, bây giờ tôi nghiêm khắc với cậu, điều gì muốn tốt cho cậu. Đừng có giống như mọi của các cậu cảm binh vô dụng. Cứ lộn xộn như thế này sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Cậu cho rằng cảnh sát Trung Quốc chịu vô công trở nghề sao? Sớm muộn sẽ có một ngày các cậu sẽ bị một lưới bắt gọn. Hoàng Mao, còn thông minh hơn bọn họ một chút, có nghĩ ra đường lui cho mình. Chịu khó là đại ca đi. Anh đảm bảo cậu sẽ không sao. Đại ca, anh đối với em thật tốt. Đừng có tốt nữa, chịu khó đứng gác đi. Đại ca, thật đàn ông.
đây là quần áo mà em tự làm. Em muốn mặc cho anh xem. A Hồng, ở đây không phải là cuối môn. Em nhìn thấy anh cũng giống như là nhìn thấy cố hôn. Để em báo đáp anh. Làm sao thế? Cách mục tiêu chỉ khoảng 2 km. Để bạn giấy hả? Đấy không? Tôi nhận đồ được những hàng kiểm tra hàng không ạ? Ok nhé. Mọi người chú ý, sẵn sàng tiến vào chiến đấu cấp 1. Giáo đạo viên, tôi dẫn đầu. Cậu áp trận. Được. Mọi người chú ý an toàn. Thoải mái một chút, đừng bắn lo lắng. Đừng động đèn. Rõ, thành đội hình tan nhé. Xuất phát. Xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Anh không hề trách em. Không. Là vấn đề ở em. Em thật sự xin lỗi. Nói một vài lời xin lỗi anh cũng không thể bù đắp được cho anh. A Hồng, anh nói cho em biết sẽ là chuyện gì. Em xin lỗi. Tàu bắn tỉa cách tra kiếm các trận địa bắn tỉa đại lệnh của tôi. Đồng thời xạ kích các tổ chú ý ở các phía được phía trước. Hành động. Về nơi chống bộ binh đã dẫn vào rồi. Tôi quá sơ suất rồi. Mặt đất xung quanh đây đều đã được ngụy trang rồi. Bọn tạp quá nhiên là bọn cao thủ. Tôi xem thử nó rồi. Tôi chết chắc rồi. Cậu mau đi, tôi sẽ luôn biến bất động ở đây. Đợi khi các cậu hành động thành công trở về. Nói niềm tin. Quả hình này không có cách phá. Không có cách thì phải nghĩ cách. Tôi đừng động đậy. Bây giờ là lúc nào rồi. Cậu mau trốn đi đi. Tôi bảo cậu đừng có động đậy mà. Mình nhảy vô cùng bẩn cảm. Đừng làm lỗ đấy. Chân cậu gãy rồi thì không sao. Đầu tôi thì không còn nữa đâu. Lâu à? Bao giờ vừa xong còn lâu? Đợi đó, đợi đó. Chủ lực ơi gặp phải tình hình đột phát hết. Lâu bán tiền được, được ơi mau nói hết. Chim lửa gặp phải điện lông, điều ưng đang xử lý. Lệnh tổ trong nước cẩn thận hết. Lâu bán tiền được ơi có cần giúp đỡ không? Hết.
đừng qua đây, đây là đường nhảy, xảy ra chuyện không chạy được đâu. Hết. Đừng được rồi, cậu nhất định phải cẩn thận, có gì thông báo lại. Hết. Điện ơn đã hiểu. Hết. Làm sao thế? Cậu cũng chẳng phải nhìn này. Miệng của cậu được khai quang rồi hả? Sợ cái gì? Tới đó tới. Cậu không nói cái gì tốt hơn được hả? Cậu cẩn thận chút. Cảnh giới. Tên bọn cạp này rốt cuộc là người như thế nào? Thật sự là rùa trong ngành. Đều là mối được chung. Tôi cắt đây. Cậu có làm được không? Hay là cậu làm? Nói bừng. Thì đôi này nó bắt đầu khởi động rồi, chỉ còn cách duy nhất để luôn. Cách gì vậy?